để tay khỏi cái lững lờ, đủ lặng nghe chân sách cái lập dở, nơi đây quá đủ cho những gã hai mơ cùng xuyên nhập mảnh không gian này. Anh là thằng dốc chân anh không mang giày, đầu anh chưa nghĩ quá nhiều điều sâu xa, chỗ lòng sẽ bị quá bắt thâu tha. Bây giờ bắt những cuộc gọi tới cái email, lâu anh sẽ dắt tay em đi theo đến một nơi chả ai biết là nơi nào, nơi mà nỗi buồn trở nên bé tí teo, nơi mà u sầu mỏng như là cánh ve, nụ cười em nở tròn như là bánh xe, môi không cần son, mắt không út nhòe, nơi mưa không cần chú, nơi nắng không cần che. Đôi khi anh đã quên đi hiện tại, quên đi quá khứ, quên luôn cả tương lai. Em có bao giờ thấy thời gian như ngừng lại trong một khoảnh khắc? Anh không nhớ mình là ai, mình cùng chia nhau mảnh không gian này. Anh là thằng nhóc chân anh không mang cày, đâu anh chưa nghĩ quá nhiều điều xấu xa, chỗ nào sẽ bị quả bắt yêu hấu tha. Em có thể gọi người như anh là gã điên, vì điều đó đúng lên cũng thấy chả phiền. Chỉ có anh là bất biến, em đang đối diện với gã mơ không ngã nghiêng. Một lần em ơi em là em hãy quên, những gì em có là cảm xúc không có tên, không có hạnh phúc, không có muộn phiền. Đối diện với em là gã trai bên bàn bên.